Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Biểu, ngay góc Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo. Nếu chúng ta quẹo phải thì đi về cầu Chữ Y, còn đi thẳng ra đây thì là đường Nguyễn Trãi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường Nguyễn Biểu, rồi vòng qua Phan Nhân Trị đi đến đường Nguyễn Văn Cừ để xem cảnh vật ngày nay với ngày xưa có khác gì không nha. Biết đâu gợi đến những cái kỷ niệm gì của cô chú anh chị các bạn. Thì sẵn đây thì chúng ta sẽ đi ngang qua căn nhà 100, nhà số 52 Phan Nhân Trị, nằm ở đoạn giữa Phan Quang Trị và đoạn giữa Nguyễn Biểu và Nguyễn Văn Cừ. Thì đây là cái ngân hàng Aribank, ngân hàng nông nghiệp. Kế bên có cái hãng cao su Mina. Hiện nay thì bây giờ 2 giờ chiều ở Sài Gòn. Đây thì bán nón vời vớ. Bây giờ đây nè, hồi xưa không biết là công trình gì á. Thì kế bên nó có cái trạm biến điện ngày xưa để là chữ CIA. Bây giờ mới xây lại cái trạm biến điện đó rồi. Trạm điện. Đây con đường Nguyễn Biểu này thì nổi tiếng với những cái quán nhậu, nhà hàng ha. Chúng ta đi thẳng đây thì về đường Nguyễn Trãi, phố Thời Trang. Ở đây có cái món gà nướng phi lòng nổi tiếng lắm. Lúc trước gà nướng phi lòng này bán ở góc đường Nguyễn Biểu và Phan Nhân Trị, ở Nguyễn Biểu và Nguyễn Trãi. Thì sau này họ dời qua đây. Này có thêm cái lóc nướng nữa nè. Thì cái đoạn đường này cũng rất là nhiều món ngon ha. Chứ em có review cho cô chú anh chị món cháo lòng và bánh cuốn chú Bảy. Thì đi xíu nữa tới đường Phan Nhân Trị. Cháo lòng bánh cuốn ở ngay khúc này ha. Nay cháo lòng nghỉ. Cháo lòng ở hẻm 154. Ngay đường Phan Trị này thì có cái trường Thánh Linh ngày xưa đó. Gợi đến cô chú chị cũng rất nhiều người học ở trường Thánh Linh. Bây giờ nó là trường Ba Đình. Đi vô cái đường cùng là cái trường học Ba Đình. Đây chúng ta đứng ngay chỗ ngã tư Phan Quang Trị. Nguyễn Biểu. Chúng ta đi hướng ngược lại là trường Ba Đình. Đây căn nhà số 62 ở 52. Thì nhà này đi bán đại lý bia ha. Đi thẳng đường này thì ra Nguyễn Văn Cừ nè. Lần nữa ta nhìn lại nhà số 52 nha. Là căn nhà màu vàng vàng này, có xe tải đậu đây. Nhà đang lên xuống bia nước ngọt. Kế cái bảng hiệu màu đỏ đây thì căn nhà này. Nhà cao nhất ha. Chúng ta cùng nhìn lại nhà chú Tony. Gửi chú hình ảnh về căn nhà của chú. Và cái đường Phan Quang Trị. Thì cái đường này bây giờ nổi tiếng là những cái dịch vụ coi phim HD. Thì không biết chú có bà con gì với căn nhà ở đường Nguyễn Biểu. Thì cái chú bán nước ngọt này với chú ở Nguyễn Biểu là anh em. Thì đây là cái hẻm cùng. Hẻm số 38.
Rồi, thì chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đây thì hồi đó có cái quán cơm, nhưng bây giờ quán cơm nó thành giờ họ kinh doanh thành phim HD, phòng cho thuê Bali 26 phần anh chị. Đây HD Tibor nổi tiếng ở khu vực này. Những con hẻm 18. Mấy hẻm này thì hẻm cùng, ngày xưa nó có thông ra mấy hẻm phá lấu đồ á, nhưng mà sau này thì có lẽ bít rồi. Ở cuối đường này là đường Nguyễn Văn Cừ nè, là đường Cộng Hòa ngày xưa đó. Thì ở cuối đường này mình nhìn thẳng qua bên kia thì có cái chùa Long An. Không biết chú Tony còn nhớ những hình ảnh này không ha. Thì sẵn tiện thì con quay một vòng để chú và mọi người có thể hình dung lại cho rõ. Có gì chú cho con xin cái comment để mình chia sẻ nhau nhiều hơn ha. Đây cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ đây. Ngày xưa không phải nằm ở bên đây đâu, mà nằm ở bên đường Nguyễn Văn Cừ đây nè. Nó nằm ở bên kia đường. Thì bên kia đường thì miếng đất đó họ lấy lại à, nên cái nhà sách đó dời qua đây. Cùng nhìn lại cái đường Nguyễn Văn Cừ, hướng này đi về cái vùng binh Cộng Hòa nè, dòng xe Cộng Hòa, đường Nguyễn Trãi. Rồi bên kia đường mình thấy cái miếng đất trống trống này, cái cửa xanh xanh này là cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ hồi xưa ha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp trên đường Nguyễn Văn Cừ thì đi hướng về chợ Đan Xi. Ngay trên đường Nguyễn Cừ này thì có cái cô bán nước sơn, bán nước sơn nổi tiếng ở khu vực này nè, nước sơn Văn Nhu. Đường Nguyễn Văn Cừ này cũng có nhiều cái thay đổi đó. Ở trên đây thì có cái cơm tấm Nguyễn Văn Cừ. Cơm tấm ngày xưa thì bán ngon lắm, nhưng mà không biết sau này, mấy năm trước em có ăn lần rồi, sau khi họ sửa nhà xong thì em có ăn lại một lần, nhưng mà cảm thấy bị hụt hẫng nên lâu rồi mình cũng không có quay lại nữa. Anh chị thấy cái chỗ mà khói bốc lên, khói bốc lên đó là cơm tấm Nguyễn Văn Cừ, ngay chỗ cái nhà xanh xanh đây nè, nhà cam cam này. Hồi xưa đường Nguyễn Cừ này nổi tiếng với cái nghề sửa xe Vespa đó. Đi qua cái sơn Văn Nhu rồi. Chúng ta cùng nhìn lại cái góc đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo. Đó có cơm tấm Nguyễn Văn Cừ. Có từ năm 1989. Lúc trước em ăn đó là cơm sườn 70-80 ngàn gì á, cơm sườn không là như 85 ngàn gì á, nhưng mà không biết bây giờ thì bao nhiêu. Cách đây 4 năm. Đây chúng ta nhìn lại cái ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo. Ngày xưa bên kia đường là chợ Đan Xi nè. Chợ Đan Xi thì bây giờ họ đã giải tỏa rồi nên
nên mình không còn thấy cái ngôi chợ đó nữa. Rồi chắc một số hình ảnh gửi cô chú anh chị bạn trong những hình ảnh về đường Phan Quang Trị và căn nhà 52 Phan Quang Trị. Sẵn đây thì chúc mọi người có ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Đi tiếp trên đường Trần Hưng Đạo ha, đi về góc ngã tư Nguyễn Biểu. Thì sắp tới đây thì 2-3 ngày nữa thôi. Thì những cái con đường này là sẽ bán rất là nhiều hoa Tết. Bữa nay là cũng gần tới ngày đưa ông Táo về trời nên không khí rất là náo nhiệt. Ở bên kia thì mọi người có nhà đó đang sơn, đang vệ sinh nhà. Mọi người ai cũng chuẩn bị ăn Tết hết.